Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem phần bảo trợ thương mại vừa qua và cập nhật tiếp theo trong các bản tin về Á Châu và Việt Nam. Tin tức từ Pakistan. Chiếc xe bus rơi xuống khe núi ở phía bắc của Pakistan, 20 người thiệt mạng. Phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết một chiếc xe bus đã lao vào một khe núi ở vùng cực bắc Pakistan vào sáng sớm ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 5, khiến cho 20 hành khách thiệt mạng, trong khi 21 người bị thương được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Chiếc xe bus này đang hướng đến khu vực miền núi phía bắc của Gilgit-Baltistan từ thành phố đồn trú Rawalpindi ở tỉnh Punjab phía đông Pakistan, thì vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ. Phát ngôn viên nói thêm, chính phủ đã ngay lập tức khai triển chiến dịch cứu nạn để di tản tất cả những người bị thương và đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn giao thông gây chết người thường xảy ra ở Pakistan, nơi luật lệ giao thông hiếm khi được tuân thủ và đường xá ở nhiều vùng nông thôn trong tình trạng kém. Là sinh viên tại ứng dụng giám sát động đất khi nhu cầu tăng cao ở Đài Loan. Thưa quý vị, tò mò về cường độ của trận động đất ở Đài Loan, hai sinh viên đã tạo ra một ứng dụng di động theo dõi trận động đất đã trở nên phổ biến hơn sau 1.300 trận động đất đã làm rung chuyển hòn đảo này trong tháng vừa qua. Lin Ruen và Ku Chenzhu đã ra mắt ứng dụng di động nền tảng thông tin phòng chống thiên tai được viết tắt DPIP vào năm 2022 và có khoảng 3.000 người sử dụng cho những tuần gần đây, khi con số này đã tăng lên gần 370.000. Được biết, bờ biển phía đông của Đài Loan đã hứng chịu trận động đất mạnh 7.2 độ Richter vào ngày 3 tháng 4, khiến 17 người thiệt mạng. Mặc dù chính phủ có hệ thống cảnh cáo động đất tự động được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản kèm theo âm thanh cảnh báo lớn phát ra vài giây trước khi rung chuyển bắt đầu, nhưng hệ thống này có thể không đồng đều. Ở thủ đô Đài Bắc, hệ thống này không phát ra âm thanh trước trận động đất ngày 3 tháng 4, khiến hệ thống này bị chỉ trích. Điều đó cùng với nhu cầu ngày càng tăng về việc cập nhật nhiều thông tin hơn về các trận động đất sắp xảy ra đã giúp các ứng dụng cảnh cáo động đất do tư nhân phát triển trở nên phổ biến hơn. Ngoài việc sử dụng dữ liệu do chính phủ cung cấp để truyền bá thông tin đến người dân, Linh cũng cho biết ứng dụng của họ còn theo dõi các sóng địa chấn chuyển động nhanh từ hơn 130 cảm biến địa chấn mà nhóm đã cài đặt trên khắp hòn đảo để đưa ra cảnh báo sớm cho người sử dụng. Trung Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng Chang'e số 6 tin từ Trung Quốc. Những khoảnh khắc ấn tượng hơn được ghi lại trong một vụ phóng tàu thăm dò mặt trăng Chang'e số 6 của Trung Quốc diễn ra vào chiều ngày thứ Sáu đã được công bố. Tàu thăm dò đặt trên hỏa tiễn đẩy Trường Chinh 5 Y-8 đã phóng vào lúc 5 giờ 27 phút chiều theo giờ của Bắc Kinh từ bãi phóng vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, phía nam Trung Quốc, để thu thập và trả về các mẫu mặt trăng đầu tiên từ phía xa của thiên hà và mặt trăng. Vụ phóng đánh dấu sự khởi đầu sứ mệnh của tàu thăm dò mặt trăng tới mặt trăng và quay trở lại sẽ kéo dài vào khoảng 53 ngày. Nó tiếp nối sứ mệnh trả lại mẫu mặt trăng đầu tiên của đất nước Chang'e số 5 được phóng vào năm 2020 và đã mang về 1.731 gam mẫu từ phía gần mặt trăng. Giờ đây, Chang'e số 6 chuẩn bị hạ cánh xuống lưu vực Nam Cực Aiken, một trong ba địa hình mặt trăng chính có giá trị khoa học quan trọng. Khi tới đó, thì tàu thăm dò sẽ thu thập các mẫu từ các khu vực và độ tuổi khác nhau, cung cấp những hiểu biết vô giá về mặt trăng. Và sang tin tức từ Việt Nam, giá vàng miếng tại Việt Nam đã tăng kỷ lục sau khi ngân hàng nhà nước hủy đấu giá lần 3. Giá vàng miếng tại Việt Nam hôm 13 tháng 5 đã tăng lên mức kỷ lục sau khi ngân hàng nhà nước đã hủy phiên đấu giá lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào sáng cùng ngày vì lý do chỉ có một doanh nghiệp ghi danh tham gia. Đây là lần hủy đấu giá thứ 3 trong 4 lần mà ngân hàng nhà nước đã tổ chức đấu thầu bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 với mục tiêu tăng nguồn cung cho thị trường giữa bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục. Giá vàng miếng SJC đã tăng mạnh trong ngày sau khi thông tin hủy đấu thầu vàng miếng được đưa ra từ mức 85.3 triệu đồng cho một lượng tăng vọt lên 85.8 triệu đồng cho mỗi lượng, là mức giá kỷ lục từ trước cho đến nay. Theo báo giới trí Việt Nam, thì trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã cho biết phiên đấu giá ngày 3 tháng 5 dự kiến sẽ đưa ra giá đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC vào lúc 9 giờ ngày 3 tháng 5.
Người mua có thể đấu giá để mua từ 1.400 đến 2.000 lượng với giá khởi điểm là 82,9 triệu đồng, tương đương hơn 3.263 Mỹ kim cho mỗi lượng. Biện pháp can thiệp thị trường bằng cách đấu thầu vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau 11 năm, kể từ phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, giữa bối cảnh giá vàng tại Việt Nam liên tục tăng lên mức kỷ lục và chênh lệch quá cao so với thị trường thế giới. Tuy nhiên, trong 4 phiên đấu thầu được tổ chức kể từ ngày 22 tháng 4, có đến 3 phiên bị hủy vì chỉ có một đơn vị duy nhất bỏ phiếu dự thầu. Lần duy nhất đấu thầu thành công là vào ngày 23 tháng 4, với 7 ngân hàng thương mại và 4 doanh nghiệp dự thầu, nhưng cũng chỉ bán được 3.400 lượng vàng trên tổng khối lượng chào thầu là 16.800 lượng vàng, tương đương với 20% số lượng vàng chào thầu cho hai đơn vị là công ty SJC và ACB. Vẫn tin liên quan đến Việt Nam, có gần 500 người ngộ độc vì ăn bánh mì, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ra công điện và giới công an vào cuộc. Có tới 487 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai tính cho đến trưa ngày 3 tháng 5, khiến cho chính phủ phải đưa ra công điện. Sở Y tế của tỉnh phát công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để điều trị cho các bệnh nhân, trong khi Công an Cộng sản Việt Nam tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định và điều tra nguyên nhân. Vụ ngộ độc bắt đầu xảy ra khi một số người nhập viện vào chiều ngày 30 tháng 4 với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, v.v. sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì tên là Băng. Đến sáng ngày 1 tháng 5, khoảng từ 30 cho đến 40 người khác nhập viện và số lượng này tăng lên hơn 70 trường hợp vào chiều cùng ngày, báo giới dẫn lời của Phó Tổng Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bà Võ Thị Ngọc Lắm cho biết như vậy. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính cho đến trưa ngày 3 tháng 5, có tổng cộng 487 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt của tiệm này. Tiệm bánh mì Băng đã được yêu cầu ngưng hoạt động vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 5. Theo Ủy ban của thành phố, thì tiệm bánh mì này có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì cho mỗi ngày vào hai buổi sáng và chiều. Tiệm này thuộc diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Vụ ngộ độc trên quy mô lớn đã khiến cho Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai phải đưa ra công văn hỏa tốc vào chiều ngày 2 tháng 5, yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân. Theo số liệu thống kê, số vụ ngộ độc trên toàn Việt Nam được ghi nhận vào năm 2023 là 125 vụ, làm trên 2.100 người bị ngộ độc và làm 28 người tử vong, có xu hướng gia tăng vào năm 2022. Và sau một vài bảo trợ từ mình ngắn, sứ ngôn viên Minh Đăng và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin thế giới và điện ảnh. Mong quý vị đón theo dõi để biết thêm chi tiết.